Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết lực lượng chức năng địa phương đã đến nhắc nhở, dẹp các lều bạt và yêu cầu người bán hàng rong ký cam kết không xả rác xuống biển. Trước đó, có du khách đăng lên mạng xã hội một đoạn clip phản ánh người bán hàng rong ở khu vực đối diện Apex Mandala Windham Mũi Né vô tư chùi rửa đồ đạc, xả rác xuống biển. Đoạn clip ngắn trên đã gây ra chú ý của dư luận bởi hành động này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn phản cảm trước du khách với một điểm du lịch nổi tiếng như Mũi Né. Theo ông Thọ, những vụ việc tương tự địa phương từng xử lý rất nhiều nhưng người dân vẫn tái diễn. Ông giải thích do bờ biển địa phương trải dài, có nhiều điểm bán hàng rong tương tự nên lực lượng chức năng không xử lý xuể. Khi có phản ánh là địa phương liền cử lực lượng chức năng đến giải quyết vụ việc.